Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Thì thưa bà con, ngoài giá thanh long thì Kênh Nhà Nông Miền Tây còn cập nhật giá của các loại nông sản, cũng như là giá phân bón, giá thuốc bảo vệ thực vật. Bà con có nhu cầu để mà mình xem các nội dung nhanh chóng và dễ dàng hơn thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký Kênh Nhà Nông Miền Tây nha bà con, để khi bà con tìm đó thì nó cũng sẽ dễ dàng hiện ra cái nội dung tìm kiếm. Còn giá thanh long ngày hôm nay thì thưa bà con là so với ngày hôm qua là ổn định đó bà con ha. Và những ngày gần đây thì bà con cũng biết là giá thanh long là đang có cái chiều hướng giảm rồi à, thì không còn được giá tốt như hồi cách đây một tuần nữa, từ một tuần trở về trước nữa. Lúc đó là sản lượng ít, cho nên là giá tăng. Hiện tại thì theo như ghi nhận và nhiều ý kiến từ phía bà con nông dân thì là trái đôi khi không có đạt chất lượng, cho nên giá cũng bắt đầu giảm nhiều. Thì Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng cập nhật giá cho bà con để bà con tham khảo ha. Tại miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 10 cho tới 12 ngàn đồng, loại 2 từ 5 tới 7 ngàn đồng, loại 3 từ 2 đến 4 ngàn đồng. Thanh long ruột trắng mua xô từ 14 cho tới 18 ngàn đồng. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 20, 19 và 18 ngàn. Bò sàng là 18 ngàn, 17 ngàn và 16 ngàn. Hàng giạt từ 4 đến 5 ngàn đồng. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận loại 1 từ 10 cho tới 12 ngàn, loại 2 từ 5 cho tới 7 ngàn, loại 3 từ 2 cho đến 4 ngàn. Kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn bà con đã theo dõi thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bà con có thể bình luận trực tiếp vào kênh để trao đổi thông tin nha. Xin kính chào.